Chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay chị có một món quà rất là to để dành cho bạn Bắp đấy. Nào, chúng ta hãy cùng xem là bạn Bắp có món quà gì nhá. Các bạn ơi, trong bộ đồ chơi xếp hình này có rất là nhiều miếng xếp hình có màu sắc khác nhau, và còn có hai cô công chúa rất là xinh nữa đấy. Nào, bây giờ chị và bạn Bắp sẽ cùng mở bộ đồ chơi xếp hình này ra và xếp thành một lâu đài để cho hai cô công chúa này nhá. Nào bác ơi, chúng ta tiến hành thôi. Bác ơi, ta lại cùng nhau xếp lâu đài nhá. Màu đầu tiên mẹ sẽ xếp hai cái màu tím này. Cũng sẽ kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nhé. Xin chào các bạn.